sữa dưỡng lớp Manto, ứng cái bụng, free dọc lâu. Xin chào cả nhà. Lúc này thì Vlog ngoài đường pit đang trên đường đến với sân Ninoy Aquino, nằm ngay bên cạnh của Rizal Memorial, nơi sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Philippines vào lúc 18 giờ tối ngày mai, ngày 16 tháng 11. Một tin vui đã đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi FPT Play đã có bản quyền của trận đấu trên sân khách đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse trong hành trình chinh phục giải đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở phía bên này là Manila Zoo, tức là sở thú của Manila, được xây dựng rất là đẹp. Tuy nhiên ngay ở phía đằng xa kia thôi là khu vực của những người vô gia cư cũng như là khu ổ chuột của Manila. Và rõ ràng là cuộc sống có thể nói là có những cái sắc màu rất là đặc biệt. Thank you. Một cái lời khuyên chân thành của người Việt mình sinh sống ở Philippines, đó là đừng có cầm điện thoại kiểu như mình đang cầm. Và lúc nãy, từ nãy đến giờ thì rất là nhiều người Philippines họ nhìn mình chằm chằm, kể cả các anh cảnh sát điều tiết giao thông cũng vậy. Họ rất là lo lắng cho vlog ngoài đường pit. Khi mà mình cầm điện thoại như thế này, nguy cơ bị giật là cực kỳ cao. Tuy nhiên là để có được những cái thước phim thì buộc phải là chấp nhận thôi. YouTube. Yeah. Yeah. Đó on YouTube. Có thể nói là người vô gia cư ở Philippines thì rất là nhiều. Manila Zoological Botanical Garden. Vietnam. Yeah, Vietnam. Vietnam embassy. No, football. Football. Những người bán hàng rong. Hôm nay thì đang có một cơn mưa lất phất nhẹ. Tuy nhiên là được vài giọt thôi thì cũng đã khô rồi. Đây là một chiếc xe mà hồi mà mình cùng với các thành viên trong đoàn phóng viên tác nghiệp ở các trận đấu tại AFF Cup năm 2018 thì bọn mình cũng đã ngồi những chiếc xe này. Nhưng mà không phải là ở Manila, mà là ở Bacolod, một hòn đảo của Philippines. Và là nơi diễn ra cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines ở bán kết của AFF Cup năm 2018. Thực sự là những YouTuber. Hello, chào. Người Philippines họ như mình đã chia sẻ rất là thân thiện, nhưng mà cũng phải đề cao cảnh giác. Giơ tay hello thì cũng phải thật là cảnh giác cả nhà. Và tốt nhất là đi ở phía trong lề đường như thế này. Ngoài ra thì trên đường đi thì cũng phải lưu ý là tránh những cái bãi mìn. Những bãi mìn do con người tạo ra. Jeepney, những chiếc xe rất là độc đáo ở
Philippines. Một con kênh nhỏ. Khu vực này thì an tâm hơn nhiều. Những nhân viên đang dọn dẹp khách sạn. Đây là những chiếc xe mà giống như là xe thồ, xe ôm, xe lam hồi xưa của Việt Nam mình, những cái xe ba gác máy kiểu. Nhưng mà bên này thì họ độ lại thành nguyên một cái ghế bên cạnh như thế này. Ok rồi. Mỗi lần mà băng qua đường là phải nhìn trước ngó sau. Thấy mấy thanh niên mà đi xe máy là phải đề cao cảnh giác liền. Ngay trước mặt chúng ta là khu vực sân Rizal Memorial. Cận cảnh một chiếc xe Jeepney sẽ gồm những hình ảnh rất là đẹp được trang trí trên thân xe. Nó mang cá tính của người lái xe hoặc là chủ xe. Họ dán rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp như vậy. Nói chung là một chiếc xe này cũng nuôi sống một gia đình, cho nên là họ cũng trang trí nó rất là xịn sò, rất là ngầu nha. Hello. Hello anh Tuấn. Họp trong kia gì? Dạ. Yeah. Kia là sân Rizal Memorial. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào phía bên trong này. Ở đây, đây đúng không? Ờ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn rồi. Hello anh. Tưởng không đi live stream. Thì đang tính đi một vòng đã. Welcome you to this pre-match press conference for the FIFA World Cup 26, AFC Asian Cup 2027 preliminary joint qualification round 2 between the Philippines and Vietnam. We have here with us first from Vietnam, Coach Lik Truchet, yeah, okay, and player Nguyen Dan Thuan. Yes. Okay. To start off our pre-match press conference, Coach Lik, welcome to Manila. What are your thoughts going to your first match in the World Cup qualifiers against a very familiar side? Neighboring rival in the Philippines. Yes. Yes, we start our first match. Chúng tôi sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2026 đối đầu với đội tuyển quốc gia Philippines vào ngày mai. Trong vòng 8 tháng vừa qua, thì chúng tôi đã tập trung hướng tới làm thế nào để xây dựng và hoàn thiện một cách tốt nhất lực lượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tính đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ nhằm thiết lập và xây dựng được những mảng miếng, những cách chơi mới hơn, hiện đại hơn. Và từ nhóm cầu thủ mà tôi triệu tập
tổng cộng là khoảng 80 cầu thủ. Thì thông qua các đợt tập trung trước đây, thông qua các trận đấu trong các quãng FIFA đây, thì tôi đã chọn lọc và rút gọn được đến danh sách hiện tại là 25 cầu thủ và 3 thủ môn. Tất cả những cầu thủ này, thông qua những trải nghiệm tập luyện với tôi ở trên sân, cũng như những trải nghiệm mà các cầu thủ đã trải qua thông qua các trận đấu, 6 trận đấu giao hữu quốc tế mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua, tôi tin các cầu thủ hiện tại cũng như toàn đội đã sẵn sàng. Làm thế nào chúng tôi sẽ vượt qua được những khó khăn ở trong những trận đấu sắp tới, và chắc chắn ngày mai đó là trận đấu đầu chính thức đầu tiên của tôi cũng như toàn đội ở trên một chặng đường mới này, và chúng tôi đang thật sự rất háo hức và muốn bước vào trận đấu. What are your expectations in this first match against the Philippines? Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày mai thì cũng là ngày bắt đầu giải thi đấu. Tôi cũng rất là may mắn khi được thi đấu thêm một kỳ vòng loại World Cup nữa, và đây cũng là giải đấu đầu tiên với huấn luyện viên Philippe Chủ tịch cấp độ đội tuyển. Tôi nghĩ thì tất cả không chỉ có tôi và tất cả các anh em cầu thủ đều đang rất háo hức để chờ đợi trận đấu tới. Mọi người đều có kinh nghiệm thi đấu rất là nhiều rồi, nên tôi nghĩ là cũng không có điều gì khiến về mặt tinh thần hay là sự tự tin của mọi người. Tôi nghĩ mọi người sẽ đã rất nhiều cầu thủ đã trải qua rất nhiều mùa giải, họ đều có kinh nghiệm để thi đấu. Hy vọng là ngày mai tất cả mọi người xem người dân Việt Nam sẽ cổ vũ cho đội tuyển, và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để giành kết quả tốt nhất. Xin cảm ơn. So tomorrow we officially start our first match. Good afternoon, Coach Phil. You've been with the Vietnam team since 2021. I'm not so sure if you were part of the friendly that played in 2022 that you won 1-0. Were you already the coach by then? Last year, the Philippines and Vietnam played the friendly and Vietnam won 1-0. Were you already the coach by then, sir? Friendly game 1-0. Last year, when Vietnam played Philippines in the international friendly match at the end of the year. So, were you part of the coach, or were you involved in the part of the coaching staff at that time? Just no, no, no. I was not. That's one more question. Câu hỏi của phóng viên là ông đã tìm hiểu và đánh giá thế nào về lực lượng của đội Philippines trước trận đấu ngày hôm nay. Câu trả lời của huấn luyện viên. Chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ về cách chơi cũng như là thực lực của đối phương, của đội tuyển Philippines. Chúng tôi cũng dành thời gian để xem lại hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại cấp độ đội tuyển quốc gia. Thứ nhất là trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia gặp đội tuyển Philippines, trận đấu giao hữu quốc tế trước thềm AFF Cup năm ngoái. Và trận đấu thứ hai ở cấp độ U23 giữa Việt Nam và Philippines tại vòng bảng SEA Games năm ngoái. Giải đấu mà Việt Nam khi đó là chủ nhà và sau đó cuối cùng là đội vô địch. Cũng cần nhắc đến một điểm của trận đấu ở cấp độ U23 này, đó là đội Việt Nam ở thời điểm đó thì có sự bổ sung của các cầu thủ quá tuổi và cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại cấp độ đội tuyển quốc gia nữa. Tuy nhiên thì có một điểm chung của cả hai trận đấu, đó là Philippines gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, và tỷ số, đặc biệt là trận đấu giao hữu quốc tế trước thềm AFF Cup năm ngoái, thì tỷ số chỉ được định đoạt vào một tình huống đá phản lưới nhà của đội tuyển Philippines một phút cuối cùng mà thôi. Nói như vậy thì để nhắc lại sự khó khăn mà Philippines có thể dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng mà quá khứ thì đã là quá khứ rồi, và ở thời điểm hiện tại thì cả đội tuyển Philippines cũng như đội tuyển Việt Nam thì đều đang có đều đang dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mới. Và với lực lượng của đội tuyển Việt Nam, nếu mà tôi có thể so sánh nhanh thì có thể là gần một nửa lực lượng đội hình hiện tại là có sự khác biệt so với đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Philippines trong trận giao hữu năm ngoái. Và tôi tin là đội tuyển Philippines cũng có những sự xuất hiện của những gương mặt mới trong đội hình. Và có một điểm chúng ta cần lưu ý nữa, đó là trận đấu sắp tới, trận đấu ngày mai giữa hai đội tuyển thì mang tính chất của một trận đấu chính thức trong khuôn khổ FIFA Day và là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup nữa. Và với những trận đấu như thế này, đặc biệt là trận đấu đầu tiên thì luôn luôn là tiềm ẩn những biến số bất ngờ. Chúng ta đã được chứng kiến điều này xảy ra tại World Cup 2022 khi mà ở trận đấu đầu tiên thì các đội bóng yếu có gây ra những bất ngờ trước những đội bóng lớn như là Argentina hay là Nhật Bản. Bởi lẽ với kinh nghiệm làm việc của tôi lâu năm thì tôi đều biết rằng là
khi các đội bóng bước vào trận đấu đầu tiên thì họ luôn luôn nhập cuộc với tinh thần mới mẻ và không có gì để mất cả. Vì vậy mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và kỹ càng cho trận đấu này. What do you think about the challenges from artificial grass surface the stadium for our team? Because yesterday Van Thanh said that he got some problems when controlling the ball and pass the ball. Thank you. Coach first, please. Dĩ nhiên thì mặt sân nó sẽ đóng vai trò là một yếu tố tạo nên trận đấu này. Nhưng đánh giá chung của tôi đó là nếu mà đã khó khăn cho đội tuyển Việt Nam thì cũng sẽ tạo ra khó khăn cho đội Philippines mà thôi. Khó khăn là khó khăn chung. Đương nhiên là cảm giác khi mà chúng ta xử lý bóng thì sẽ có sự khác biệt, bởi bóng sẽ nảy hơn, đi có vẻ lập bập hơn. Và vì lý do đó mà chúng tôi đã có thực hiện một số những buổi tập trên mặt sân cỏ nhân tạo trong thời gian tập luyện tại Việt Nam, cũng như là từ ngày 13 tháng 11 khi chúng tôi tới Philippines, thì tổng cộng của chúng tôi có 3 buổi tập trước trận đấu trên mặt sân này. Tuy nhiên là với cảm nhận và quan sát của tôi, thì tôi đánh giá được là các cầu thủ hiện tại đang rất tập trung và có sự điều chỉnh để xử lý bóng sao cho tốt, sao cho chắc chắn trên mặt sân này. Chúng ta buộc phải chấp nhận với hoàn cảnh. Và như tôi đã nói thì khó khăn là khó khăn chung. Và bản thân chúng tôi, ban huấn luyện cũng đã lưu ý các cầu thủ và hiện tại thì chúng tôi sẵn sàng để đối mặt với khó khăn này. Thì em nghĩ là việc thi đấu sân cỏ tự nhiên với Philippines là cái việc mà bé đã sẵn sàng một khi đã có lá thăm ở Philippines rồi. Thì vấn đề sân cỏ nhân tạo thì thật sự thì nó khiến cho lối chơi không chỉ có đội Việt Nam hay đội Philippines sẽ thay đổi rất là nhiều, tại vì tiết tấu của sân cỏ nhân tạo rất là khác so với sân cỏ tự nhiên. Nhưng khoảng thời gian vừa rồi giống thầy chú C có nói thì bọn em cũng đã tập ở Việt Nam, cũng có thời gian tập bên này. Đoàn đội hiện tại cũng đã rất là sẵn sàng. Em nghĩ là thay vì việc tập trung vào cỏ nhân tạo thì chúng em nghĩ là nên tập trung vào bản thân mình để có những cái trạng thái tốt nhất để thi đấu tốt hơn. Thì em nghĩ thế là thôi. Để nói về áp lực thì đương nhiên là tôi cũng như là các cầu thủ và bản thân tôi cũng làm thế nào để gia tăng những cái áp lực cho cầu thủ, để cầu thủ làm quen với những cái gì mà sẽ xảy ra ở trên sân trong từng buổi tập, trong từng hoạt động, có thể là sinh hoạt hàng ngày đi nữa. Để cuối cùng là chúng tôi không chỉ hướng tới mục tiêu là làm thế nào để giành được chiến thắng, mà chúng tôi còn cố gắng tạo áp lực để hoàn thiện đội hình, hoàn thiện các cầu thủ hơn nữa trong việc là chúng tôi làm thế nào cái cách chiến thắng của chúng tôi được như chúng tôi mong muốn. Vì vậy mà nếu mà để nói về áp lực thì chúng tôi đã trải qua áp lực này kể từ thời điểm mà tôi bắt đầu nhậm chức tại đội tuyển Việt Nam. Áp lực này xuất hiện trong từng buổi tập, trong mỗi thời điểm mà tôi phải rút gọn danh sách đội hình, trong các trận giao hữu trước đây mà chúng tôi đã trải qua. Tóm lại, áp lực đã tồn tại trong suốt 8 tháng vừa qua vừa rồi. Nhưng tôi tin không chỉ đội tuyển Việt Nam cũng sẽ chịu áp lực, mà đội tuyển Philippines, đối thủ ngày mai, thì họ cũng trải qua một quá trình những cái áp lực tương tự mà thôi. Bởi lẽ đây là một phần tự nhiên ở trong thể thao và trong bóng đá nói chung, trong bóng đá nói riêng. Cuối cùng thì đương nhiên sẽ có kẻ thắng người thua, bởi lẽ đây là một quy luật bình thường phổ thông trong thể thao bóng đá. Việc này thì xảy ra hàng mỗi cuối tuần ở V-League hay là kể cả các giải đấu trên thế giới đi chẳng hạn. Quan trọng là gì? Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để làm thế nào đảm bảo được kết quả cũng như màn trình diễn cuối cùng. Tôi nghĩ là thật sự giải đấu nào, khi bắt đầu một giải đấu nào thì các cầu thủ cũng đều có một áp lực thôi, nhưng mà việc chúng tôi đã thi đấu trải qua rất nhiều giải rồi, nên việc áp lực đối với tôi nghĩ là hiện tại tôi nghĩ áp lực đối với tất cả cầu thủ đội tuyển Việt Nam thì mọi người đều đã từng trải qua, mọi người đều có kinh nghiệm hẳn rồi. Khi bây giờ tôi nhìn thấy không khí của toàn đội thì mọi người cũng đang rất là sẵn sàng để bước đầu trận đấu tiếp theo. Thì giống như thầy Chu có nói là khi những buổi tập trong khoảng thời gian 8 năm qua của các cầu thủ thì thầy đã tạo áp lực cho cầu thủ để làm quen được dần với không khí đó, nên tôi nghĩ tất cả các cầu thủ sẽ rất là sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Thì tôi hy vọng là mọi người cũng sẽ rất thoải mái và hy vọng mang tới sẽ kết quả tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Để nói về đội hình cũng như là lối chơi và mọi thứ của đội tuyển hiện tại đã đạt được ở thời điểm hiện tại thì nó gần như đạt được những gì mà tôi mong muốn và cũng như tôi dự kiến khi tôi mới nhậm chức vào thời điểm 8 tháng trước. Bản thân tôi thì tôi có một lợi thế, đó là tôi đã làm việc tại Việt Nam trước đây, tại trung tâm PVF cũng như là tại cấp độ đội tuyển U19 và U20 Việt Nam. Tôi biết rõ tiềm năng và trình độ của các cầu thủ Việt Nam. Có người sẽ cho là bất ngờ
khi tôi triệu tập một số các cầu thủ mà thi đấu ở hạng nhất, thậm chí là hạng nhì và thậm chí là gần như không được thi đấu tại cấp độ câu lạc bộ. Tuy nhiên là với những gì mà hiểu biết của tôi, đánh giá của tôi, thì tôi biết được rằng là tiềm năng của một số cầu thủ đó có thể là thậm chí còn tốt hơn nhiều cầu thủ được thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ. Với lợi thế đó thì tôi tin là tôi có thể làm được. Còn nếu ngồi vị trí này của tôi mà là một huấn luyện viên khác mời tới Việt Nam thì tôi nghĩ là họ khó lòng có thể làm được việc này. Và ngoài ra, qua những sự quan sát đánh giá đó thì từ tháng 3 tới thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã triệu tập khoảng 80 cầu thủ để làm công tác tập luyện, sàng lọc đánh giá thêm. Hồi tháng 3 thì tôi có phát biểu rằng là ở thời điểm tháng 11 này thì có thể là khoảng 30% số cầu thủ sẽ nằm trong nhóm các cầu thủ trẻ. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi giả soát nhanh thì số lượng cầu thủ trẻ rơi vào khoảng gần 50% rồi. Và cũng phải nói rằng là số lượng này không đến từ việc là các cầu thủ đội tuyển quốc gia tôi triệu tập hồi tháng 3 là các cầu thủ kém. Bởi lẽ các đợt tập trung FIFA Day này thì luôn luôn mang tính thời điểm. Ví dụ như đợt tháng 11 này chúng ta có nhiều sự vắng mặt đến từ các chấn thương hoặc là một số các cầu thủ có phong độ không tốt ở câu lạc bộ. Nhưng tôi tin rằng để chuẩn bị cho các đợt tập trung trong tương lai thì luôn luôn là tôi có trong tay khoảng 50 cầu thủ để sẵn sàng cạnh tranh cho các vị trí khác nhau. Ngoài ra, để chúng ta hướng tới một chặng đường dài, tới mục tiêu cuối cùng là vòng chung kết World Cup 2026, thì từ nay tới đó chúng ta có các trận đấu vòng World Cup rồi. Nhưng ngoài ra chúng ta có Asian Cup vào tháng 1, chúng ta có vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 4, sau đó vào cuối năm 2024 chúng ta có AFF Cup, và ngoài ra vào năm 2025 thì chúng ta còn có cả SEA Games. Thì tất nhiên với tất cả các mục tiêu trên chặng đường đó thì tôi không chỉ thể làm được với số lượng cầu thủ nhỏ, một nhóm cầu thủ số lượng ít. Vì vậy mà 8 tháng vừa qua thì chúng tôi đã làm việc hết công suất để làm thế nào để chuẩn bị cho thời điểm này. Như vậy là cả nhà cũng đã vừa mới xem xong cái phần trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên người Pháp ông Philippe Chusse cùng với cầu thủ Nguyễn Văn Toàn trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Philippines. Một chút nữa thì đến lượt huấn luyện viên của đội tuyển Philippines ông Michael Vai cũng sẽ vào phòng họp báo để mà trả lời phỏng vấn. Bây giờ thì mình tranh thủ đi ngó nghiêng sân một chút được không ạ? Để mà mang đến cho quý khán giả những cái hình ảnh một ngày trước khi mà trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra. Cuộc so tài diễn ra ở trên sân Rizal Memorial. Công tác chuẩn bị cho trận đấu thì có lẽ là cũng đã hoàn tất rồi. Tối nay thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ có thêm một buổi tập nữa tại Rizal Memorial để mà chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào lúc 18 giờ ngày mai. Xin được nhắc lại cùng với quý khán giả, FPT Play đã có bản quyền của trận đấu đầu tiên trên sân khách của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse. Đây là một thông tin rất là vui dành cho những ai yêu mến đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng cổ vũ hết mình cho thầy trò nhà cầm quân 67 tuổi người Pháp. Xin cảm ơn quý khán giả. Sữa chua uống lớp Manto, ứng kết bụng, Free Your Flow.